nói lắm. Ngày mai biết đời chúng ta có nên cứ còn gặp nhau không? Cho nên ngày hôm nay mình gặp nhau hôm nay đó là một kỷ niệm rất là đáng quý. Thôi bây giờ chân không muốn đi nhưng mà cái miệng muốn hát nên Tuyền hát một bản nữa nha cô chị. Mấy anh bằng nhạc nói thôi lạnh, trời lạnh quá, thôi chị làm bản Sương Lạnh Chiều Đông đi. Chiều xưa phai nắng dấu mòn đường lối, soi bóng chung đôi bao chiều phui, sương lạnh chiều đông buông tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiếng chùm buông lên giấc mộng, em vẫn thường chờ.
cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Chị Thanh Tuyền, xin tất cả quý vị nhiều sức khỏe và dạ, thân ơn. Dạ, xin cảm ơn ban nhạc kia. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh ở trên gò má của chị trong cái cảm xúc mà khán giả đã dành cho chị trong tối hôm nay, chiều hôm nay. Đó, quyền thoại của mình xứng đáng không quý vị? Xứng đáng. Hồi nãy chị nói chị bao nhiêu năm ca hát? 60 năm. Dạ, chị nói chị bao nhiêu tuổi không? 76. Năm nay tôi 70. Thì trong 6 năm nữa. Có nhiều tuổi rồi ạ. Hả? Có nhiều tuổi rồi ạ. Đâu nhiều đâu. 70 là tuổi mới bắt đầu biết yêu mà nhiều vậy. Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ đó, trong 69, 70 năm qua là yêu cuồng sống dội, là làm việc không có nguyên tắc, là xử lý công việc không có bờ bến, không hiểu kiên gì hết, làm đại mà. Bây giờ mới thật sự trưởng thành. Người ta nói 70 chưa khoe mình lành mà. Cho nên tôi vẫn chưa có lành đâu, còn dữ lắm. Bây giờ mới bắt đầu biết yêu nè, coi chừng tôi đó nghe. Tôi nghĩ Trịnh Tuyền có thể hát tới 75 tuổi thì chắc làm MC cũng có thể làm tới 75, nếu khán giả còn yêu thích. Yeah. Tại vì tôi biết rằng tôi không có cái gì hay, chỉ có cái khùng khùng điên điên không ai sánh bằng. Cái đó có. Dạ. Ôi trời ơi. Dạ không dám, không dám, đừng nói gì bên này. Dạ. Thôi bây giờ như thế này, tôi chỉ biết một điều là tôi làm đúng cái gì đó cho mọi người vui. Đó là niềm vui của tôi, chỉ có vậy thôi. Có đôi khi ở nhà nhiều người cản nói thôi, anh lớn tuổi rồi, đi chơi cho khỏe. Bây giờ tiền bạc đâu phải là mình cần như hồi nhỏ để mình kiếm tiền lo đủ chuyện. Mình có thể đi chơi được thoải mái. Rồi bây giờ có cái tiệm mở ở đó chơi vui với mọi người. Nhưng mà khi người ta còn cần, mình còn đến. Khán giả có thể phụ mình chứ mình không thể phụ lòng khán giả. Khi khán giả còn thương mình phải đến, cho dù ở lứa tuổi nào. Giống như chị Thanh Tuyền, khán giả còn thương chị phải đi hát. Chỉ không hát coi như chị phụ lòng khán giả. Và đối với nghệ sĩ chúng tôi, khi nào chết rồi thì chúng tôi mới ngưng tiếng hát và ngưng lời nói của mình. Xin cảm ơn. Bây giờ nào quý vị ơi, nghe chị Thảo Dụ ngày hôm nay, lỡ ngày mai tôi có chết, lời nói này vẫn còn giá trị. Lo cho sức khỏe của mình trước. Hãy lo cho sức khỏe của mình trước. Bỏ qua hết những cái riêng tư, buồn khổ, giận hờn, những cái gì mà làm cho mình mệt mỏi, bỏ qua hết. Hồi năm 50 mấy tuổi thì bác sĩ nói rằng tôi bị ung thư lá lách. Tôi nghĩ lá lách tại vì ông là lá mía, tôi lá mía gì đâu biết đâu. Thì nói cái lá trong người nó mốm như cái lá mía, người ta gọi là lá mía. Tôi mới ra tôi mua lòng heo về ăn cháo lòng, nó tôi có lá mía chỗ nào mà thiệt, ăn ngon thiệt. Ông nói ung thư lá mía, tôi ung thư lá mía thì sao? Ông nói chết. Hỏi bao lâu? Ông nói 6 tháng tới 5. Rồi tôi hỏi bây giờ làm sao? Ông nói thì bỏ rượu, bỏ thuốc. Tôi nói ok, bỏ để sống mà. Rồi sau đó thì tôi quên lửng luôn. Qua khỏi 6 tháng, qua khỏi 1 năm, tôi nói ủa, hình như qua cái hạn này rồi sao chưa chết. Tôi lại gặp ông bác sĩ nó có đi trị gì không? Tôi nói không có trị gì hết á. Ông hỏi có bỏ thuốc không? Nó có. Bỏ rượu không? Bỏ. Ông vô ông khám lại, ông nói ủa sao không thấy ung thư nữa. Cái nói là có ăn uống thì trị cái gì không? Tôi nói thề không có. Ông nói vậy thì bình thường. Tôi nói ủa vậy tôi bây giờ tôi uống rượu uống thuốc nữa nghe. Ông nói đừng dạy dò. Cho nên trong suốt cái thời gian mà bác sĩ nói tôi sẽ chết trong 6 tháng, tôi rất vui tươi, tôi sống thoải mái, tôi yêu đời hơn, tôi nhiệt tình hơn, tôi không buồn khổ. Có lẽ vì vậy mà nó vượt qua hết tất cả những cái gì trong đời sống của mình. Hãy vui vẻ nha quý vị. Cho dù lứa tuổi nào, nhìn ông già 70 này nè, vẫn yêu đời như thường. Thử có cô nào yêu tôi yêu lời xuống xả liền. Ok, hãy vào trong chơi vui nha. Đi nói tiếng Việt, nói bình dân cho dễ hiểu, đi tiểu. Đúng không? Nín chi cho nó mệt vậy? Đi refresh. Rồi, đi ăn, đi uống vui nè. Tất cả những tiệm được mở cửa đón chào, chúng ta đi ăn, uống vui chơi, một chút văn nghệ trở lại. Dạ. Hỏi là có đẻ được nữa không? Không, nó chơi cho vui nha, xin lỗi. Vui, cảm ơn. Dạ, chấp nhận. Cái yêu đó, cái yêu,
Nó không có nghĩa là tình yêu trai gái trong đời. Cái sự yêu thương dành cho nhau trong đời sống giữa con người và con người. I love you. Yeah. Rồi mình vô trong chơi đi. Nào nói nghe nè. Cái ghế này cũng...